Em Trâm xin được chào toàn thể các bác nhá. Các bác ơi, hôm nay em mở toang một cái con xe này ra, mở hết cánh cửa ra, tí mở cả máy nó luôn thì các bác nhá, để cho các bác cảm nhận và biết về chất lượng của chiếc xe này của bên em như thế nào. Như cá nhân của em là và em thấy là chưa có một con xe nào được đẹp và được mới bằng con xe này luôn. Không biết các bác đã thấy con xe nào mới như con này chưa? Nhưng mà với cá nhân của em thì chính xác là nay em mới gặp lần đầu tiên. Với cái đời 2011 đến bây giờ thôi mà nó vẫn còn giữ được rất là mới luôn các bác ạ. Vẫn rất là mới luôn. Tất cả đều còn nguyên bản hết, đều còn nguyên zin hết. Máy số còn nguyên zin này. Đấy, máy số nguyên zin, keo chỉ nguyên zin. Các bác nhá, máy số là zin từ mặt máy luôn. Đấy. Và vô lăng này các bác này. Đấy. Những chiếc xe đi nhiều là vô lăng sẽ không mà được dày như này, đúng không bác? Đấy, dày chưa? Vô lăng của xe này. Đấy, rất là dày và rất là mới luôn. Đây, củ số đây. Củ số nữa này. Đấy, như mới luôn phải không bác? Đấy, phanh tay nữa này. Này, phanh tay đây nhá, da này là da zin này. Phanh tay này. Chiếc xe này đây, các bác cùng em đi chi tiết từng phần một. Đây, trần này cũng vậy, như mới luôn. Tất cả phần tắp ly, tắp lô, cánh cửa. Đây, các bác xem, nội thất vẫn còn thơm mùi mới luôn các bác ạ. Đây này, đúng không ạ? Các bác xem qua một chút về chiếc xe nhá. Đây, phần vách cửa đây. Tất cả những con bu lông đây. Đấy, các bác xem này, không có một tí han gì nào ở cái khu vực phần con bu lông. Kể cả những cái phần nhựa bên ngoài cũng thế này. Đây, phần nhựa bên ngoài nó không bị ố, không bị mốc luôn. Kính đều là kính zin các bác nhá. Đây, số 1 này. Số 1 chứng tỏ là đời 2001. 2011 các bác nhá. Đấy, chiếc này thì có cửa gió phía sau. Đấy, rất là mát. Đây, quay các bác xem tất cả những cái bu lông ốc vít của xe này. Đấy, đẹp chưa, đúng không ạ? Lòng trong hoàn toàn sơn zin toàn bộ luôn. Và phần cánh cửa đây. Đấy, rất là mỡ luôn này. Vẫn mới, vẫn còn thơm mùi mới các bác nhá. Vẫn còn thơm mùi mới luôn. Đấy, hiện tại thì em đang gửi tới các bác xem qua loa một chút về một số những cái vị trí. Đây, trong đây thì em cũng mở cho các bác xem cái đây, lốp dự phòng này các bác này. Đây, chỗ kia vàng vàng là kiểu bẩn thôi các bác nhá. Đấy, nhựa đường nó thôi ra nó bẩn thôi. Đây, cốp rất là to rộng. Chiếc xe được mang tên là Focus các bác nhá, 2011, bản số sàn máy 1.8. Đấy, số sàn máy 1.8, chiếc xe gia đình, biển 97 tên tư nhân. Đấy, biển số rất là đẹp, đúng không ạ? Biển số rất là dễ nhớ. Biển số phần đầu thì to, đúng không ạ? Xong là đến phần này, tiến dần đây này. Đèn cũng vậy nhá, đèn như mới luôn này các bác này. Đèn pha, đèn hậu như mới luôn. Từ cái bộ la răng. Đấy, bộ la răng này thì đây cũng xem nó chỉ bẩn đây nhá. Nó chỉ bẩn đây này, mình lau đi cái này đẹp ngay. Phanh ABS 4 bánh, phanh đĩa 4 bánh rồi. Đây, la răng này. Đấy, em quay cho các bác xem nhá. Đăng kiểm tháng 1 năm 22. Với nước sơn thì đây các bác xem này, cực bóng luôn. Pha zin nhá, pha zin còn rất là mới đây. Rất mới luôn. Đấy, đèn pha zin nguyên. Vừa rồi thì em quay qua cho các bác xem để các bác thấy rằng là chiếc xe nó đẹp ở mức độ như thế nào rồi. Đúng không ạ? Đây. Bây giờ em sẽ quay chi tiết phần nội thất bên trong để các bác xem luôn nhá. Đây các bác này, trong đây là lỉ này. Lỉ đẹp chưa? Chỉ bẩn thôi nhá, nó không bị sờn, đúng không ạ? Đây, những cái gân nó vẫn còn luôn này. Đấy, đúng không ạ? Đấy, rất đẹp. Vâng, chú ơi, cho nhờ tí trong quay. Vâng. Vẫn hai chìa khóa nhá, hai chìa khóa. Đây. Đây một chìa này và một chìa nữa đang cắm ở ổ luôn. Xe thì cũng đã được lên màn hình Android rồi. Bây giờ em mời các bác chiêm ngưỡng về cái vẻ đẹp nội thất bên trong của chiếc xe Focus này. Xem chiếc xe với cái giá tiền là hơn 200 triệu thì có xứng đáng để các bác bỏ đồng tiền ra mua không nhá. Tất nhiên thì với cái mức tiền hơn 200 triệu thì sẽ có rất là nhiều những cái sự lựa chọn, đúng không ạ? Đấy. Nhưng mà bác nào mà muốn tìm được một chiếc, muốn tìm một chiếc xe gia đình, đúng không ạ? Một chiếc gia đình, muốn mua một chiếc xe nó chạy nó đầm một chút, nó chắc một chút, và nó khỏe một chút, nó bốc một chút. Đấy, và dáng thì nó cũng gọi là đẹp, đời thì cao một chút, đúng không ạ? Thì
chiếc xe này là rất là phù hợp cho các bác mình mua về sử dụng đây. Đấy, rất là phù hợp luôn. Nhìn là nó cũng sang trọng và nó cũng tiện nghi an toàn đúng không ạ? Có túi khí an toàn này và có phanh chống bó cứng để chống trơn chống trượt đấy trên cái con xe Ford Focus này nhá. Các bác đang quan tâm mình hãy gọi điện cho bên em để được chốt xe. Và trong đợt này bên em có giao xe, có mang xe tới tận nơi để các bác xem nhá. Xem xong mình ưng thì mình mới lấy các bác nhá. Các bác lưu ý là mình ưng thì mình mới lấy, còn không ưng thì bên em đánh về. Đấy. Đây mép cửa đây ạ. Đây mép cửa này. Đấy, một chiếc xe với nước sơn là màu xám, lòng trong cũng vậy cũng là màu xám. Đấy, gioăng cửa đẹp chưa? Đấy các bác xem. Xe này chia sẻ với các bác là vừa mới về cửa hàng bên em xong nhá. Đấy, vừa mới về xong thì bên em cho lau chùi qua một chút thế là lên sóng luôn đây. Vừa về trong ngày. Đây các bác xem cho em phần nội thất bên trong nhá. Đây, phần táp lô táp đi này. Chỗ này thiết kế bằng chất liệu da này. Đây cũng là da nhá. Và đây cũng là da. Ở dưới đây thì nó bằng nhựa. Và đồ da đồ nhựa của xe đây các bác xem. Đấy, cái chỗ này thì nó hơi nhăn, mình về mình có thể là bọc lại. Đấy. Cái này nó đơn giản thôi. Cái phần lỗ này mình bóc ra thì rất là dễ nhá. Bóc ra làm rất là dễ. Đây cái phần các bác thấy này, cái này là nguyên zin này. Cái này là không thể làm lại được các bác nhá. Nếu làm lại được thì nó sẽ mất cái sự nguyên bản. Đấy. Đây, đây là loa chép này, rong này. Quay kỹ cho các bác xem trong vòng hơn chục phút đồng hồ. Đây lòng trong đây. Đây những cái bu lông này. Đấy. Lòng trong là sơn zin hết nhá. Những cái bản đề cánh cửa đây các bác thấy này, những cái dòng xe Ford thiết kế ra cái dòng từ cái bản đề cánh cửa xe nó rất là dày dặn luôn đúng không ạ? Đây chỗ này các bác này. Đấy, vị trí này bước lên bước xuống nhiều nó cũng không bị xước này, mà gioăng cửa xe vẫn đẹp đây. Đấy những cái chân ghế của xe nó cũng không bị han gì nhá. Đấy, những cái móc chốt khóa đây. Đấy, quay rõ nét cho các bác luôn, kể cả các bác ở xa, các bác ở bất cứ đâu mình cũng sẽ được yên tâm. Đấy, chất liệu ghế da này da tốt này, loại tốt luôn đấy ạ, bọc loại tốt rồi các bác nhá. Đấy, chỗ này là cốp đồ, đây các bác xem trong cốp đồ này. Ôi, đây này, từ cái phần cốp đồ vẫn đẹp luôn này các bác này. Đấy. Đây. Tất cả những cái phím bấm của xe đây nhá, không bị bóng mòn, không bị kém luôn. Đây cốp đồ này. Đây chỗ này là túi khí nhá, và phần táp lô của chiếc xe được thiết kế bằng chất liệu da loại da xịn. Đây. Quay kỹ sát luôn cho các bác xem đây. Các bác cảm nhận thấy chiếc xe này thế nào ạ? Các bác có thể là so sánh chiếc xe này của em với lại những chiếc xe khác đang có mặt ở trên thị trường nhá. Mình đến xem xe trực tiếp hoặc là nhìn qua video cũng được. Cứ quay cẩn thận như này, quay chi tiết như này thì các bác so sánh được ngay đúng không ạ? So sánh được ngay thôi, rất là đơn giản. Đây cột nhựa đẹp này. Trần lý. Đấy, trần lý lát căng luôn. Trần lý như mới này. Chiếc xe này mình không bàn về xe nha các bác nhá, chỉ bàn về giá thôi. Đấy, vì xe nó quá mới, quá đẹp như này rồi thì không có gì để chê. Các bác đến xem xe trực tiếp hoặc là đánh xe lên cho các bác cũng bên em cũng rất hết sức yên tâm luôn. Hết sức yên tâm là đánh lên cho các bác xem. Đây. Đó. Với lớp sơn màu xám, một trong những lớp sơn được rất nhiều người thích, rất nhiều người quan tâm. Đấy, đây là lốc nhá. Đây này các bác này. Sẽ quay từng vị trí, từng góc cạnh, từng chi tiết nhỏ một cho các bác ngắm luôn. À, đẹp chưa đúng không ạ? Các bác thấy video hay cho em xin một lần like nhá. Một lần like, một lần tim. Và chia sẻ, nhấn chia sẻ của em với nhá. Em cảm ơn. Lần này này, vâng. Cảm ơn bác rất là nhiều nhá. Cảm ơn bác. Bên em toàn xe đẹp thôi các bác ạ.
các bác hãy nhớ ủng hộ em. Và nếu mà để mình các bác muốn xem thêm, muốn tham khảo thêm những dòng xe khác nữa thì mình nhấn đăng ký kênh nhá, để tiếp tục xem những video khác, những chiếc xe khác cửa hàng bên em đăng lên. Rất là nhiều xe phục vụ các bác. Đây, chỗ này có cửa gió thổi phía sau này. Tất cả những cái bu lông ốc vít ở phần chân ghế của xe không có hiện tượng han gì gì nhá. Đây, rất là mỡ này đúng không ạ? Hàng hiếm đấy các bác ạ. Không dễ gì kiếm được một chiếc xe đẹp như này đang có trên thị trường đâu. Đấy, cho nên là bác nào mà đã xem video này rồi mà thấy chiếc xe này phù hợp với gia đình rồi thì mình nhấc máy và gọi điện chốt sớm cho em. Chốt sớm thì còn, tôi chia sẻ thật với các bác là như thế, những cái mẫu xe đẹp như này thì bao giờ là cũng sẽ được rất là nhiều khách hàng quan tâm. Ở đây thì bên em sẽ để ở cái mức giá làm sao hợp lý nhất để các bác mua nhá. Các bác yên tâm là mình mua với cái mức giá hợp lý, không bao giờ là sợ mua cao quá đâu. Tất nhiên thì so với xe lát, so với xe kém, xe xấu thì không nói rồi đúng không ạ? So với những chiếc xe đẹp như này là không bao giờ các bác sợ cao đâu ạ. Em để cho các bác giá hợp lý. Đây, thân vỏ bên ngoài đây, keo chỉ không mất, cho nên là thân vỏ xe thì các bác yên tâm là không có cái lỗi gì rồi đúng không ạ? Có kêu loang quang hết các bác. Kính zin hết toàn bộ nhá. Đây là kính 2011 hết nhá. Một chút nữa em sẽ sang bên kia quay phần nội thất sau. Đây các bác ngắm cho em phần bên ngoài đằng sau đi. Rồi, với cái biển số này thì các bác có thể để nguyên biển chạy, hoặc là mình rút hồ sơ tăng sang tên đổi chủ nhá. Bên em rút hồ sơ sang tên đổi chủ cho các bác tính nào cũng được, sang tính nào cũng được nhá. Đây có cam lùi nhá, có cam lùi rồi. Đấy, đèn trước sau xe đây này các bác này. Thân vỏ led căng, không có lỗi gì về vấn đề thân vỏ nhá. Đấy, la răng đẹp này, la răng chỉ có bẩn thôi này. Đấy, la răng này là em chưa lau chùi gì nhá. Đấy, vừa mới về mà chỉ lau qua phần nội thất thôi, mới lau phần bên ngoài thôi. Đấy, chỗ này mà rửa lên nữa thì nó còn đẹp nữa này các bác này, cái phần lý này. Các bác có thể là mình so sánh nhá, như em cũng đã bảo, cũng đã chia sẻ các bác nào, các bác có thể so sánh những chiếc xe khác sẽ rất ít và rất hiếm khi tìm được một con xe đẹp như này. Đối với cá nhân em là cũng chưa thấy con nào đâu ạ. Em nói thật là chưa thấy con nào được đẹp như này, được mới như này với cái tầm đời nhá. Em đang so sánh với cái tầm đời. Hàng hiệu gọi là, đây là hàng hiếm đây. Hàng gà rất là độc và rất là lạ đây. Tất nhiên thì độc lạ là về cái độ chất thôi các bác nhá. Chứ còn này dòng Focus này thì thiếu gì đâu đúng không ạ? Đây các bác xem đây, cam kết là xe không bị đâm đụng và cam kết không bỏ máy các bác nhá. Giấy tờ chuẩn chỉ, sang tên bất cứ lúc nào. Đây các bác xem cho em. Đấy. Đúng không ạ? Đây các bác xem những cái phím bấm của xe đây, của Datsy. Đúng không ạ? Nó không bị bạc. Nhiều con nó bạc hết rồi, nhiều con những cái chỗ này này, những chỗ này này nó bị bạc rồi. Đấy, cái đầu tiên em quay cho các bác là cái vô lăng. Cái vô lăng là nơi đánh giá thực tế nhất và dễ nhất, đúng không ạ? Tất cả bu lông cánh cửa cũng vậy, chưa tháo vặn gì. Chưa tháo vặn gì luôn nhá. Đấy, những con ốc chân ghế luôn này. Rong của xe rất là phồng phao, chưa bị bẹp. Đấy, nhiều con nó bị bẹp bẹp rồi. Táp lô đây. Đấy, như mới luôn này con này. Như một chiếc xe đời cao. Mẫu này ngày xưa sản xuất ra cũng tương đối là đắt tiền đấy ạ. Bây giờ cũng đến bây giờ là chục năm. Mà chiếc xe mà nói là đẹp như là đời cao đúng không ạ? Vào tận nhà
để mua chiếc xe này luôn đấy các bác ạ. Vào tận nhà chủ xe luôn để mang em nó về. Chủ xe nói là rất là cẩn thận, bảo dưỡng thường xuyên và rất ít khi mang ra dùng, rất là cẩn thận. Cho nên là cái phần đèn của nó còn chưa bị ố này, đúng không ạ? Chưa bị ố luôn. Nhiều con nó để ra bên ngoài trời nhiều đấy, trời nắng trời mưa nhiều là nó sẽ bị ố và một số chi tiết nó sẽ bị han. Những cái phần nhựa là nó sẽ rất hay bị kém nếu các bác mình để xe ngoài trời nhá. Những phần đèn này rồi những cái đồ nhựa xung quanh khu vực này này là nó dễ, rất là dễ kém luôn. Đấy, có xi nhan tích hợp ở trên gương nhá. Đây, form của xe thì cũng chuẩn này. Đấy, đa răng đẹp chưa, đúng không ạ? Đấy, phần đầu khung đèn của xe đây. Đấy, bây giờ quay kỹ một chút đây, các bác xem phần đầu cho em nhé. Các bác có xe số tự động, số sàn 7 chỗ, 4 chỗ không? Các bác đang xe đi xe một chiếc xe đời thấp hay là muốn xuống đời, lên đời cũng được. Thì mời các bác qua cửa hàng bên em nhé. Mua bán này, rồi mua này, rồi bán này, rồi đổi xe các bác nhá. Các bác lưu ý cho em là bên em rất thích đổi xe. Các bác có xe cũ, có xe gì mang đến tất đây bên em đổi cho. Cứ làm sao bên em ưu tiên là những chiếc xe dưới 1 tỷ nhá. Dưới 1 tỷ là rất ưu tiên. Đấy, các bác mình cùng xem và cùng đánh giá. Các bác thấy chiếc xe đẹp hay thì mình để lại comment. Mình hãy đưa ra ý kiến, có thể là ý kiến đóng góp và có thể là một ý kiến nào đấy tích cực để nói về một chiếc xe này. Nói về chiếc xe này các bên em. Chỉ bàn về giá thôi các bác nhá. Ở đây em muốn nhấn mạnh một chút là chỉ bàn về giá vì tại vì là cái giá mà bên em đưa lên đấy, ghi ở trên phần tiêu đề rồi thì vẫn có sự thương lượng đấy, vẫn có bớt thêm cho các bác, cho nên là mình cứ alo và bên em thấy hợp lý đấy, thấy với cái giá hợp lý và có lãi là bên em sẽ nhượng lại cho các bác con xe này nhá. Bây giờ em mời các bác xem phần động cơ. Đây, động cơ đấy ạ. Động cơ khoang máy của chiếc xe đây nhá, em mời các bác xem này. Đấy, da máy của xe như là những chiếc xe đời cao luôn này. Mới từ phần nội thất cho đến phần khoang máy luôn. Và nó là mới đều cả xe. Đấy, không có cái khu vực nào kém cả. Đây các bác xem. Cái phần nhựa trên đầu này. Đấy. Xem một xe còn nguyên này. Những cái phần nhựa những con vít được vắt ở trên đây này. Đấy, vẫn còn nguyên này. Đấy, đèn này. Xem này, tai đèn còn nguyên không gãy vỡ gì nhá. Như máy thì em cũng đã chia sẻ với bác là cái máy này thì mình không chê được. Máy còn zin cơ mà đúng không ạ? Máy còn zin và lỗ êm. Nói chung là máy số của xe là đại chất, không lỗi gì. Không có lỗi gì về vấn đề máy số nhá. Chiếc xe Popocut 2011 số sàn máy 1.8 em cũng đã quay và giới thiệu cho các bác mình đến đây thì tương đối là chi tiết và đầy đủ rồi. Còn phần gầm nữa đúng không ạ? Chú đã làm quên phần gầm. Phần gầm đây các bác này. Dòng xe Popocut form vỏ của nó rất là dày và rất là cứng. Đấy, rất là chắc. Cho nên là mình chạy thì rất là đầm nhá. Đấy, gầm đây này. Gầm rất là mới đẹp này. Mức tiêu thụ nhiên liệu của nó ở tầm khoảng 8 lít, tầm khoảng 8 lít đến 9 lít, tầm 8 lít. Trên mình đi đường phố thì nó sẽ cao hơn đúng không ạ? Chứ loanh quanh tầm khoảng nếu mình đi đường trường thì tầm khoảng 7 đến 8 lít thôi. Các bác xem xong mình gọi điện cho bên em để được bàn thêm theo hai số là 093 8586 307 và 0389 000 555. Hai số hotline, hai số Zalo. Các bác hãy kết nối cho em để được bàn bạc thêm và để được chốt chiếc xe này nhá. Em nói thật là bác nào nhanh tay thì còn đấy ạ. Cũng phải nói một câu là may mắn đúng không ạ?
may mắn khi được sở hữu chiếc xe Power Boost này. Xe quá đẹp. Video em xin được kết thúc và xin hẹn gặp lại các bác vào những chương trình, những video lần sau. Đấy, em cảm ơn ạ.